Park Eun-bin từng bị nghi ngờ được biệt đãi vào trường top, bàn học nghe chuyện, bay vào cải tay đôi binh vực. Trong sự nghiệp của mình, Park Eun-bin đã tham gia rất nhiều dự án phim, bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Và hiện tại, cô đang tham gia bộ phim Extraordinary Attorney Woo, kể về nữ luật sư tự kỷ đáng yêu, tài năng Woo Young-woo đang làm mưa làm gió màn ảnh Hàn Quốc. Năm 2011, nữ diễn viên Park Eun-bin trúng tuyển vào trường đại học Seogang, vốn được xem là một trong những trường đại học danh giá nhất. Mỗi năm chỉ có khoảng 3% sĩ tử có khả năng đổ vào ngôi trường này, đồng thời tỷ lệ chọi vào trường là 23-1, cao nhất trong tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc. Tuy nhiên vào thời điểm đó, điểm số của Park Eun-bin lại không được công bố, khiến một bộ phận khán giả nghi ngờ nữ diễn viên nhí được trường biệt đãi cho đi cửa sau. Sau khi tin tức được lan truyền, trở thành chủ đề thảo luận được quan tâm vào thời điểm đó, một bạn sinh viên từng ứng tuyển cùng đợt với Park Eun-bin đã lên tiếng bênh vực cô. Cụ thể, người bạn này cho biết việc tuyển chọn của Park Eun-bin là hoàn toàn hợp lý. Đây là một hình thức khác, không phải dạng thi có điểm. Trong session đó, cũng có hai bạn khác trúng tuyển, nên việc Park Eun-bin đổ vào Seogang là hoàn toàn hợp lý, không có điểm khuất tất gì. Quay lại với bộ phim Extraordinary Attorney Woo, Park Eun-bin với lối diễn xuất tài tình của mình đã đưa rating bộ phim tăng gấp 10 lần sau 6 tập phim đầu tiên, giúp đài ENA có được thành công vang dội. Cụ thể, nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo do Park Eun-bin đóng chính và nhanh chóng thu về mức rating tăng theo cấp số nhân. Rating phim từ 0,9% ở tập 1 đã vượt lên mức 9,6% ở tập 6. Đây cũng là bộ phim đã xác lập kỷ lục về tỷ suất người xem trên đài ENA. Lần đầu có phim nổi tiếng như vậy, đài ENA đã cho chiếu nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo 13 lần một ngày. Bạn nghĩ sao về cô nàng Park Eun-bin? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức giải trí đáng chú ý. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.